Cái gì cơ? Em sợ em không xứng với chị ấy. Bạn ấy nói là bạn ấy sợ không xứng với Candy. Kiểu gì? Tại sao lại sợ không xứng? Vì em trai quỷ. Sẽ lỡ lại là Viva Cupid đây. Và hiện tại thì tôi đang có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Và tháng này đang là tháng Pride, tháng tự hào đúng không ạ? Đúng. Đã có một bạn đứng đây xếp hàng từ chiều để đi xem ghép đôi. Anh đứng ở đây từ chiều. Và bây giờ tôi sẽ mời vào trong luôn. Let's go. Chuẩn bị nào. 3, 2, 1, bắt đầu. Ôi trời ơi. Chẳng nghe. Vào đi em, rất nhiệt tình. Rất nhiệt tình, vào luôn. Rồi. Rất tự tin. Nhưng mà em cao quá. Em quá cao. Anh đứng như kiểu gì chung. Có lấy ghép không? Chế, có lấy ghép không? Trời ơi, ghép gì ai? Đây. Vậy? Có cái đâu không? Không biết. Không biết nữa. Trời ơi, tôi đang sẵn đồ như ẵm tôi lên nè. Có ghép không? Ghép với ai? Đấy. Sao cũng được cho. Sao cũng được, tôi chết rồi. Ok, ừ. Ok, bây giờ em giới thiệu tên, tuổi và quê đã nhá. Rồi anh, chê cứ đứng đây xếp hàng luôn đúng không ạ? Đúng, đúng. Sao cũng được, chơi luôn. Chơi. Chiến lắm. Em hiện tại đây là em tên Candy Trần. 21 tuổi, đến từ miền Tây. Đến từ miền Tây, ok. Em là một trend guy, còn mọi người còn hay gọi là trend guy. Chester. Yes. Mọi người còn hay gọi em với một cái từ thân thương đó là BD, nhưng mà em cảm thấy cái từ đó rất là dễ thương. Ok, rồi. Candy 201 đến từ miền Tây. Ok. Và bây giờ ai muốn ghép đôi với Candy thì có thể bước vào đây nhá. Candy cao 1m80 mấy đấy. Em cao 1m75 thôi. 1m75 nhưng mà đi bước vào là hơn 1m8. Đúng, đúng. Ôi trời ơi. Rồi. Chế đứng ghép đôi luôn đúng không chế? Đúng rồi, chơi luôn. Đây rồi. Ok, chơi luôn. Rồi, bây giờ sẽ có ai không nào? Đi theo anh. Bây giờ bắt người vào để ghép đôi với Candy. Chế đứng đấy chơi, đứng im. What the hell? Đứng đấy, đúng rồi. Nguyên như thế. Đứng dáng bến dưa em xem nào. Dáng đứng bến tre, men lên. Ai đứng như bóng dừa. Bắt đầu em ơi, em tia đi, em thích một người như nào em kéo tay vào đây luôn cho anh. Anh dám làm thế à? Sao lại không? Quá. Ok vào đi anh, đi. Sao hai cái đứa này lại hai chị em à? Nó rồi. Nó là chị em. Chứ nó là chị hay nó là em? Nó là chị hay nó là em? Không có nhiều. Ok tiếp tục nào. À tóc xám á hả? Tóc xám ơi. Màu xanh. Tiếp tục luôn nào. Đi. Đâu? Đây bạn cao cao này này. Hello. Em có người yêu chưa? Dạ chưa. Có muốn đi tham gia ghép đôi không? Dạ không. Tại sao? Dạ. Dạ không muốn. Ok cảm ơn em. Rồi tiếp tục luôn. Tiếp đi em. Đi đây, đây này. Đó. Mày chết mẹ, mày chết tao. Trời ơi, cứu tôi trời ơi, chết tôi trời ơi. Được bao con trai. Ok. Thế là có vào hay không ạ? Tao sắp hết kiên nhẫn rồi đấy nhá. Rồi ok, đi tiếp đi. Đâu, ai nữa? Đâu? Bạn áo xám đúng không Kenny? Em bảo bạn áo xám đây hả? Đúng. Tóc xám, à quên mất tóc xám không phải áo xám, xin lỗi. Tóc xám ơi, hello. Hello con Ai? Anh cao cao và nhiều người yêu rồi. Đâu? Đây có phải người... Chị ơi! Người đằng sau có phải chồng chị không ạ? Đúng rồi em. Không được nhá, đập chậu cho mọi nhá. Rồi, tiếp tục. Đâu xem nào, có hai bạn rồi, bây giờ còn ai nữa không nào? Đây bạn đội mũ này, mũ xanh này, đúng rồi. Đấy, không! Đâu? Đâu? Em nó đi chạy rồi, nó đi chạy xe rồi. Trời ơi, không đẩy được vợ đâu mà, yên tâm. Mày cầm mồm đi. Này, nó chuyện duyên thật. Tiếp tục nào. Tiếp tục đi. Chế! Đứng ra đây, em đi. Rồi, tiếp tục đi, nhanh lên nào. Còn ai không? Nhanh nào. Còn ai không nào? Thật ra là tại vì Candy nó quá là cao cơ, cho nên là tìm rất là khó. Không thì mình sẽ chốt hai bạn này luôn. Đúng. Đúng không ạ?
cho luôn nhá. Ok. Rồi ok. Bây giờ mình làm quen nha. Rồi bây giờ Kenny sẽ cho like một lần nữa nào. Đứng ở đây Kenny. Mình tên là Kenny. Kenny Trần, sinh năm 2001 và đến từ An Giang. Nice. Ok rồi, bây giờ mình sẽ giới thiệu lần lượt nha. Tên, tuổi, quê. Anh tên là Phát, sinh năm 93 ở Sài Gòn. Cái gì? Sao lại anh rồi á? Lại man lên đúng không? Phải man chứ. Mày phải man chứ. Mạnh mẽ. Ok, đáng yêu quá. Rồi, tiếp tục luôn. Em tên là Quyết ạ. À. Em ở Thanh Hóa. Em năm nay 2004. Sao em run đấy? Ôi, mặt của bạn ấy cơ, mặt bạn ấy run như này luôn. Trời ơi, quá run luôn á. Ok rồi, Quyết với cả anh Phát đúng không ạ? Đúng. Vâng, xin phép chế, em gọi chế là anh nha. Số này nha. Ok. Rồi. Không, tôi phải xin phép thật. Điều này nó rất là quan trọng đó. Ok, chúng ta sẽ có một cái thử thách tiếp theo. Đấy là gây ấn tượng với bạn nữ bằng một câu thả thính hoặc bằng một hành động. Bắt đầu từ chế. À, anh. Anh. Bây giờ anh làm gì vậy? Hết đất ngửa. Anh đó, hết đất ngửa. Giờ tôi có điều kiện này. Hết đất ngửa, tôi hết đất ngửa không được. Nào bên mình làm gì nào? Thả thính cũng được nào. Thả thính hả? 1 hour later. Anh động gì vậy ta? Ôm cái cũng được. Thôi ôm cái nha. Ok. Ok. Ok, rồi tiếp tục nào. Thả thính nào hay hành động hay tài năng nào? Sâu ra nào. Em run. Em run thế. Nằm tay đi, hết run đi mà. Nằm tay đi ra, hết run lên mà. Đây, đây, anh cầm cho. Tôi quê trốn bố lên. Trốn bố lên phố để yêu chị. Bói quê trốn bố ra phố để yêu em. Ok, bây giờ chúng ta sẽ có một thử thách tiếp theo là thử thách liên quan đến thể lực để test sức khỏe của cả hai bạn này. Bây giờ mọi người bảo là hít đất ngược là sao? Bình thường chế hay nói với em là cho mọi người làm thử thách đấy. Bây giờ thử thách đấy là như nào? Là không hít đất sắp mà hít đất ngược vậy đó. Hít được không ạ? Không được, để hít riêng mới được, hít xung quanh hít đâu được. Ba thử luôn nhá. Cho chế hít đất ngược thử phát nhá. Không được, này đông ngựa hết không được. What the hell? Hết đất ngược là phải hết một cái khoảng trời nào riêng mới hết đất ngược được. Thế bây giờ tất cả mọi người nhắm mắt vào chế hít nhiều. Ok không? Không được. Ok rồi, bây giờ mình sẽ có một cái thử thách chung đi. Dành cho cả hai bạn này đi. Bế hả? Bế Candy là một trong những cái thử thách mà cực kỳ nguy hiểm đấy. No, God, please, no. Nào, bây giờ như nào em ra thử thách đi. Nó phải có sự tác động với em nhá. Ok. Mình có thể nào nhảy đôn chè được không nhỉ? Ôi bạn ơi! Em nhảy được không? À. Nhưng mà em nhảy được không? Em có nhảy được không? À. Thì mới mời được. Được không? Mà em đút trên TikTok thì được cơ. À, tức là em nhảy TikTok được đúng không? Em cũng muốn nhảy. Khẹt đấy. Hai chế với các bạn này có biết nhảy không? Candy muốn là hai bạn solo đen. Tức là mình nhảy, mình bật một đoạn nhạc xong lên là hai bạn solo nhau ạ. Nhảy gì cũng được ạ. Được không ạ? Mình battle. Sợ quá. Dạ. Cứ thử đi, em cứ thử đi không sao. Theo cảm hứng thôi, ok. Chốt, rồi, Candy ơi. Em cũng nhảy cùng luôn chứ. Em nhảy riêng thì ok, cho hai bạn ấy nhảy trước. Rồi em cầm nhạc cho anh nhá. Còn thủ tí đi đã, xem ai là người làm trước. 1, 2, 3. Thua làm trước ạ, à? Vâng. Vâng, thua làm trước. Thua làm trước nhá. Là mình nhảy trước nhá. Em đã chuẩn bị chưa? Sẵn sàng nhá. Chuẩn bị này. 3, 2, 1. Bắt đầu. Go. Three, two, one, go!
đang ở đâu đây? Em để cái thằng hướng của em thôi nhá. Bố lên. Tôi phiêu ơi. Là lại nhá. 3, 2, 1, go. Quyền rũ vào luôn. Nhảy đi. Tăng, tăng, tăng. Nào đâu? Có ổn em tập. Em sợ hay sao mà em run thế? Thở mình hở anh tí mà lúc em mình cảm thấy khó thở, mình thấy tức ngực. Này, cho em bảo là chị lên đây để ghép đôi với bạn này hay lên giành chồng? Đúng không? Đang nhảy bên này quyền rũ luôn bạn kia. Chắc không? Chắc thật sự. Mấy điểm? Nhiều nhất là chỉ được 9,5 điểm thôi. Không bao giờ có 10 điểm. Ok, em bình tĩnh chứ? Đéo. Anh để em run rồi. Em rất run rồi. Bây giờ em thích ai? Bây giờ em chọn đi. Em được quyền chọn lại. Em chọn một trong hai bạn này. Bạn nào là nữ chính? Ủa gì á? Em chọn Candy. Không sao cả. Mình lại gồng lên nào. Gồng lên nào. Động mạnh mẽ như nào. Mạnh mẽ. Hét to lên. Mạnh mẽ. Đủ mạnh mẽ chưa? Không được à? Đáng yêu thật sự luôn. Rất đáng yêu đúng không? Ok, giờ mình chọn nhá. Bây giờ Candy sẽ có một thử thách gì đấy. Không phải tự ti em ạ, đứng thẳng lên, đúng rồi. Candy sẽ có một thử thách, đấy là thể hiện tình cảm với cả hai bạn. Còn lại sẽ bắt đầu từ với cả anh Phát trước nhá. Vâng ạ, bây giờ mình làm gì ạ? Thể hiện là hành động ạ. Mắc mẹ luôn. Nụ hôn của tình chị em. Tiếp tục luôn với bạn này nào. 2, 3. Người ta nắm tay rồi, bây giờ bạn dám làm gì? Vừa nãy bạn không nhảy mà. Dám làm gì nào? Không, bạn ấy vừa chưa thực hiện nhảy. Nào bây giờ, làm gì? Người ta nắm tay mình, bây giờ mình làm gì? Chủ động nào, 2, 3. Không biết nhờ. Không biết nhờ. Được. 2, 3. Làm nhanh lên. Ok, không cần phải nói. Ôm anh đi em ơi. Ôm anh em ơi. Ôm anh đi em ơi. Ông vừa nói đi ông. Ông bảo với tôi là hôn cho em hôn được không ạ? Ông cuối cùng lại thành ôm. Lươn lẹo. Em vừa bảo hôn xong đúng không anh? Đúng. Hôn mà đúng không? Lừa. Mọi người hôn đi mọi người. Wow, sướng thế. Thôi mọi người nhắm mắt lại đi cho các bạn thì hôn nhau nào. Nhắm mắt lại, che mắt vào. Ok, rồi. Bây giờ mình chọn nhá, nắm tay cả hai bạn vào ạ. Xin mời Candy nắm tay cả hai bạn nào. Nắm tay. Ai cổ vũ cho bạn nam quần đen thì vỗ tay ạ. Ai cổ vũ cho bạn nam áo trắng. Ai cổ vũ cho chế quần trắng thì vỗ tay ạ. Quyết định ở Candy nha. Nào, trước khi quyết định mình có muốn nói điều gì với các Candy không ạ? Không biết nữa. Không ạ. Mình nói một điều gì đó chứ. Anh tin tưởng em. Cái gì ạ? Anh tin tưởng em. Anh tin tưởng em ơi, may quá. Em có muốn nói điều gì với Candy không? Em không biết nói gì. Em thích Candy ạ. Ok. Cái gì? Ok. Sau 3 giây tiếng đếm của anh, nếu mà em chọn ai thì giơ tay người đó lên nha. Phải chọn một nha. Rồi vòng cuối em mới được quyết định. 3, 2, 1. Xin mời câu trả lời của Candy.
buồn không, buồn không, buồn không, buồn không. Ôm nhau cái nha. Rồi ok, cảm ơn chị rất nhiều, rất đáng yêu. Ok, rồi bây giờ mình sẽ ghép đôi cho hai bạn này nhá. Chúng ta sẽ có 1 phút để tìm hiểu đối phương. Bắt đầu. Em có thể đặt ra câu hỏi để tìm hiểu bạn này. Khó nhá. Bạn có khi nào nghĩ là mình sẽ bước vào một mối quan hệ của LGBT chưa nhỉ? Dạ. Em đã bao giờ nghĩ là em bước vào một mối quan hệ của cộng đồng LGBT chưa? Dạ em chưa. Chưa. Em có biết Candy là... Dạ em có biết. Hả? Dạ em có biết ạ. Đúng không? Biết đúng không? Vậy tại sao em lại là một người rất tự tin mà bước vào? Em muốn thử em ạ. Thử. Trước đó là em quen, đã quen một bạn chuyển giới nào chưa? Dạ em chưa. Quen nữ hay là không? Đúng, đúng. Ok. Bạn nghĩ sao nếu mà khi bạn quen một người nào đó nhưng trong album ảnh lại còn giữ ảnh của người yêu cũ? Em thấy bình thường mà. Sao mày khá? Vậy thì, ok, bây giờ em đặt lại câu hỏi cho Candy đi. Dạ, từ trước đến giờ là chị quen trai thẳng hay là quen gái ạ? Hầu như thì Candy quen người trong cộng đồng LGBT nhiều hơn. Đã rồi, quen trai thẳng chưa? Trai thẳng thì có thể gọi là NWB hay nhiều nhỉ? Candy rất là cởi mở trong chuyện này hả? Đúng nè. Không phải gọi là cởi mở nhưng mà em cảm thấy là nó khá là thú vị ấy. Ok. Em thấy sao về mối quan hệ như vậy? Thấy bình thường. Bình thường thật không? Thật nhá. Nhưng mà nếu như bây giờ em mà quen một người trong cộng đồng LGBT, gia đình em có cấm cản hay có điều gì không? Dạ không ạ. Chắc nhá. Chắc chắn nhá. Em chắc. Đừng có vì tổn thương yêu con gái nên quay sang là quen những người trong cộng đồng LGBT, đừng làm tổn thương người ta nhá. Ok. Candy sao nào? Có muốn nói điều gì trước khi quyết định không? Nếu mà nói thì chắc trong album của em vẫn còn thì người yêu cũ. Và ngày hôm qua là sinh nhật của người đó, em vẫn có nhắn tin để chúc. Còn lý do tại sao mà em vẫn còn giữ thì chắc một tí nữa em sẽ có câu trả lời cho mọi người nghe nha. Ok. Nhưng mà nếu như chưa quên người yêu cũ mà đi ghép đôi thì đấy là một cái lỗi nhá. Đây không phải gọi là quên người yêu cũ hay là không quên người yêu cũ, nhưng mà vì em nghĩ là những kỷ niệm đẹp á em sẽ giữ lại, còn cái tình cảm thì nó sẽ không còn nữa cơ. Và em cảm thấy có lỗi với bạn đó. Ok, một lần nữa hãy nói cho anh nhá. Ủa anh đang cảm thấy em rưng rưng nước mắt rồi đúng không? Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào cô gái, slow lại. Ok, quyết định thôi. Dù như nào thì tôi hy vọng nó sẽ vẫn là những cái điều nó tích cực nhất dành cho cả hai bạn. Ok. Ok, xin mời hai bạn đằng sau quay. Sau 10 giây tiếng đếm của Vi Hoàng, nếu hai bạn đồng ý cho nhau một cơ hội để tìm hiểu đối phương thì hãy quay mặt lại, và nếu không đồng ý thì đi thẳng. 10 giây, bắt đầu. Trả lời từ hai bạn. Trời ơi, chắc chắn, đây là chắc chắn của ông à? Sao vậy? Tại sao lại không quay lại vậy? Em sợ em không xứng với chị ấy. Cái gì cơ? Em sợ em không xứng với chị ấy. Bạn ấy nói là bạn ấy sợ không xứng với Candy. Kiểu gì? Tại sao lại sợ không xứng? Vì em trai quê. Vì em trai quê không? Điều này không quan trọng em ơi. Đúng, đúng. Chưa bao giờ từ cái khoảng cách quê và thành phố nó lại quan trọng như vậy. Đúng, em đang bị tư duy nó hơi tiêu cực đấy. Em quê ở đâu? Em quê ở Thanh Hóa. Chả sao cả. Điều này có vấn đề gì không em? Thì không, em cảm thấy bình thường. Bình thường mà, chỉ có một mình em nghĩ tiêu cực thôi. Ok, rồi đứng ở đây nào. Em có thể nói về vấn đề người yêu cũ được rồi. Để giải thích anh nghĩ là bạn ấy đang hơi lấn cấn với chuyện đó.
vì do em với bạn ấy từng sống chung với nhau ấy, từng đi làm chung và ở chung. Thì cái hôm sinh nhật em là 24 tháng 10 của 2 năm trước, thì em với bạn ấy cãi nhau trong ngày sinh nhật của em. Khi hai đứa cãi nhau thì quyết định chia tay, nhưng mà vẫn ở chung với nhau tầm khoảng 3-4 ngày để bình tĩnh. Nhưng rồi bạn ấy đi về quê, xong hai đứa không còn giữ liên lạc nữa. Nhưng mà em cảm thấy mình có lỗi là vì do là lúc mà em nóng giận lên đó, là em cầm dao á, em gục bạn cơ. À, thì em rất liều lĩnh. Anh hiểu rồi, em sợ anh hiểu rồi. Ok. Vâng, thì em có đi chơi với những người bạn của em, thì em luôn kể là cái phần lỗi là nằm ở em. Em lúc nào cũng nghĩ là bạn đó không thể nào tha lỗi được cho em á, vì bạn đó bị ám ảnh em á. Và em không ngại nói tên mẹ ấy là bạn ấy tên Phát. What the hell? Nên từ những người mẹ em quen sau này á, ai tên Phát em cũng không, cũng né hết, em không khe. Và đó lý do em cũng không chọn chế này luôn. Dạ vâng. Oh my god. Chết. Người yêu cũ bạn ấy tên là Phát, đó là lý do mà bạn ấy không chọn chế. Nói chuyện nghe em đau lòng nữa. Đừng có nói, nghe xong rồi thì nào. Nấm đi chạy, nấm đi chạy. Mình còn nên đổi tên nữa. Đổi tên đi. Ok, rồi, Vy Hoàng chỉ đùa một chút thôi. Nhưng mà đấy là câu chuyện có thật nha, bạn ấy vừa nói. Ok, không sao cả. Anh hy vọng là ngày hôm nay em có thể xóa được hết quá khứ đi và sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Và bản thân của bạn cũng vậy, anh cũng hy vọng là bạn sẽ tìm được một nửa phù hợp với mình. Còn bây giờ thì mình sẽ tạm biệt bằng một cái bắt tay nhá. Ơi, em muốn nói gì nữa? Nếu mà cái xúc này có lên á, cho em xin chúc bạn Phát sinh nhật vui vẻ, vì hôm qua là sinh nhật của bạn đó. Em muốn chúc bạn ấy tất cả. Ok, cảm ơn em rất nhiều. Rất tình nữa. Ok, tạm biệt nhau để bắt tay nào. Ok, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Tôi bất ngờ với cái kết quả của bạn Nam lắm luôn á. Nhưng mà không sao cả, hy vọng là sau ngày hôm nay thì hai bạn ý có thể tìm được một nửa phù hợp hơn. Và còn bây giờ thì xin chào hẹn gặp lại nha, bye bye.